Xin chào, mình là Vân Vân. I'm not exactly a Christmas cracker. I'm more of a seasonal slacker. I come off like a less green Grinch. And I won't bite my tongue, I won't budge an inch. 'Cause there's so much to organize, so many names to memorize. And herein the problem lies, I can't be bothered. Who's gonna buy the presents and decorate the tree? Trong tuần vừa rồi mình rất là bận luôn đấy mọi người, cho mình cũng đi điện lại ấy, xong cái lịch chồng chéo lên nhau. Và hôm nay cuối tuần thì mình đã chuyển thân đang nghỉ ngủ nướng nhiều hơn này đó, tận hưởng ngày cuối tuần này. Hôm qua thì mình có đi chơi mọi người, hôm mình đi chơi về muộn, mình đi uống với bạn bè thứ của mình đó, rất là vui. Và cũng rất là lâu rồi từ cái lần uống gần nhất của mình ấy, thì đây là cái lần mình nghĩ cách khoảng tầm 3-4 tháng rồi á, bọn mình mới gặp nhau, bọn mình đi uống với nhau. Và những người bạn đó của mình gặp ở SGU, chỗ các bạn thì rất là dễ thương. Và ở đó có rất nhiều bạn Hàn Quốc nữa. Chơi với bạn Hàn Quốc ấy mọi người, cho bạn ấy mịn lắm, da rất là đẹp. Mình con gái mình nhìn còn mê đắm đuối luôn ấy. Mình cũng ước là chỗ ấy ra mình được như vậy. Và ở buổi tối hôm qua thì mình cũng có uống một chút thôi ấy. Mình cũng không phải là uống quá giỏi hay là uống rất là tốt gì cả, thì vui thì mình uống thôi. Thì mình có uống một chai bia, sau đó mình có uống một chai rượu hoa quả, thì nó rất là nhẹ, nó kiểu strong bowl thôi ấy. Thế là sau đó thì có một cái anh bạn của mình ở trong đó, thì anh bảo là trời ơi, đây không phải Vân Vân say hai nữa đâu, và đây Vân Vân say xỉn. Cho mình cười xỉu luôn đã đó rồi. Và từ đó mọi người cứ nói mình như thế, mọi người mình đâu có say xỉn đâu, mình uống mình vẫn rất tỉnh táo mà, đúng không? Thực ra là mình thấy là tuổi bọn mình ấy thì cũng còn trẻ, bạn bè nó thứ nhiều ấy, thì vui vẻ thì mình uống thôi, chứ mình cũng chả thấy là kiểu mình thích hay là mình nghiện cái gì cả. Và vui thì mình uống với nhau, gọi là cho có không khí này để hòa vào cái buổi tiệc đó thôi, chứ cũng chẳng cần phải là uống nhiều ít gì cả, đối với mình chỉ quan trọng. Ok, và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nha, đó là chủ đề về những điều nên biết khi sống tại Đan Mạch phần 2. Sau khi phần 1 của những điều nên biết khi sống tại Đan Mạch được chia sẻ trên YouTube này và TikTok ấy, thì nhận được khá là nhiều phản hồi của mọi người, thì chủ yếu là những phản hồi tích cực thôi. Và mọi người cũng nói với mình rằng đấy, những điều mà mọi người cũng chưa biết, cũng chẳng được ai chỉ cho ấy. Và lúc đó mình rất là vui khi đọc được những cái comment hay là những cái inbox thế. Mọi người nói vậy là giống như kiểu mình vừa làm một điều gì đó khá là ý nghĩa này và giúp đỡ mọi người ấy, nên mình cảm thấy rất là vui. Và đó là động lực để mình có thể tự tin hơn và sẵn sàng đầu tư hơn cho những cái phần tiếp theo của cái album những điều nên biết khi sống tại Đan Mạch nhé. Đấy, cũng như mình hay nói với mọi người ấy, bởi vì cái hiểu biết của mình nó cũng hạn hẹp thôi. Mình không phải là người bản địa ở Đan Mạch này, mà chỉ là một người chủ động tìm hiểu những thông tin hay là những cái điều mà lợi ích cho chúng ta thôi ấy. Thế nên rằng sẽ thông tin mình chia sẻ, nếu mà có lỡ may có điều gì mà nó chưa đúng hay là có điều gì mọi người cảm thấy nó không giống như cảm nhận của mọi người, thì mọi người cứ thoải mái chia sẻ cái điều đó ở comment nhá. Thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ đọc tất cả comment của mọi người, mình sẽ rút kinh nghiệm để làm sao mà mình có thể tìm hiểu những cái điều đó một cách sâu hơn, kỹ hơn để đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho chúng ta. Ở phần 2 này chúng sẽ đề cập nhiều hơn đến phần mua bán, hoặc là những cái đồ dùng hàng ngày này, hay là những cái đồ thực phẩm ở bên Đan Mạch nha. Tip hay những cái điều mà giúp mọi người tiết kiệm được tiền, hoặc là nhanh chóng hay thuận lợi hơn cho việc mua bán ấy, thì chắc hẳn nó sẽ là một cái điều mà mọi người rất là mong chờ. Đầu tiên để chia sẻ vấn đề này thì mình muốn chia sẻ với mọi người một cái app mà mọi người hỏi mình cực kỳ nhiều luôn. Mọi người hỏi mình rằng giả sử nếu mà mọi người mà ở bên Đan Mạch chẳng hạn, mọi người đi làm được tiền rồi, thì mọi người muốn chuyển tiền về cho gia đình, cho ba mẹ của mình ở nhà, cho bạn bè gì đó, thì mọi người chuyển như thế nào? Hay hoặc là nếu mà mọi người ở bên Đan Mạch này mà mọi người hết mất tiền chẳng hạn, mà mọi người muốn gia đình, nhiều gia đình hỗ trợ chuyển tiền từ Việt Nam sang, thì mọi người chuyển như thế nào? Thì mọi người hỏi mình quá trời câu đó luôn ấy. Và một thời gian thì mình quên mất ấy, bởi mình cứ trả lời recommend mọi người thôi. Thế là kiểu nhiều khi có những người hỏi đi hỏi lại, nên mình không nhớ là mình đã trả lời mọi người chưa. Vậy nên ở trong chiếc video này mình sẽ chia sẻ mọi người một cái cách thức kỹ càng và chi tiết về cách mà mình đã trao đổi tiền, gọi là gửi tiền ấy, cách mà mình đã gửi tiền từ Đan Mạch về Việt Nam này, hay là gửi tiền từ Việt Nam sang Đan Mạch kiểu như vậy. Và mình nghĩ rằng nó sẽ
rất là hữu ích cho mọi người trong video này đấy. Đầu tiên thì mọi người cần biết là giữa đồng tiền Việt Nam và đồng tiền Đan Mạch nó có sự chênh lệch về tỷ giá, và người ta hay gọi đó là cái tỷ giá Đan Mạch Việt Nam hoặc tỷ giá Việt Nam Đan Mạch gì đó. Thì mọi người cập nhật cái thông tin này ở trên Google cũng có này, thì nó sẽ cho mọi người biết là ở thời điểm mà mọi người tìm kiếm thì cái tỷ giá là bao nhiêu, để mọi người biết là nó là cao hay thấp, để mọi người biết được rằng mọi người có nên chuyển hay không. Thời điểm mà mình quay trước video này thì cái tỷ giá của đồng Đan Mạch so với Việt Nam là khoảng tầm 3,2, tức là một đồng tiền Đan nó sẽ bằng 3.200 tiền Việt. Và đối với những bạn mà có thẻ ngân hàng rồi giống như mình chẳng hạn, thì chúng mình có thể lựa chọn rất là nhiều cách chuyển tiền từ Việt Nam sang Đan Mạch. Mình có thể ví dụ một cách đầu tiên đó là mọi người có thể đến trực tiếp cái ngân hàng mà mọi người làm thẻ, là giả sử như là Danske Bank các thứ, mọi người cũng gọi là điền thông tin người gửi người nhận, như kiểu là mọi người gửi hàng đi thôi, mọi người gửi hàng ship đi thôi, nó rất là đơn giản như thế. Có một cái là khi mà mọi người đi ra ngân hàng như vậy thì mọi người sẽ gọi là chắc cốp hơn, mọi người sẽ cảm thấy yên tâm hơn, đúng không? Bởi vì mình giấy trắng mực đen này, mình có sự hướng dẫn của ngân hàng, nó sẽ nhanh chóng hơn, hoặc nó sẽ khiến mọi người cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều. Nhưng mà có một cái mình thấy đó là mình mọi người chuyển tiền như vậy thì nó có thể mất của mọi người khá nhiều thời gian. Từ khi mọi người gửi tiền đến khi người nhà mọi người nhận được tiền ấy, thì nó sẽ khoảng tầm 3 ngày đến 1 tuần, tức là nó mất thời gian của mọi người. Nếu mà trong trường hợp mọi người không cần gấp thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà người nhà mọi người cần gấp thì đợi 3 ngày hay 1 tuần thì nó cũng khoảng thời gian rất là dài rồi đó. Và đối với mình thì đây không phải là cách mà mình sử dụng, nó chỉ là cách tối ưu nhất. Thứ hai, chúng mình có thể gửi tiền thông qua ngân hàng nhưng có thể ở trên máy tính, từ online. Theo mình đã tìm hiểu ấy, thì cái việc mọi người gửi online như thế nó cũng sẽ tốn của mọi người từ 3 ngày đến 1 tuần cho đến khi mà người nhận được tiền. Thì nó là một khoảng thời gian thì mình như mình nói, nó cũng không tối ưu về thời gian ấy. Đó, nó thì thuận tiện là rằng mọi người không cần phải lên ngân hàng thôi. Nhưng mình cũng muốn chia sẻ thật với mọi người rằng cũng đã có người bảo với mình rằng khi mà họ gửi tiền qua ngân hàng như thế thì phải mất hơn 1 tuần, có những trường hợp như vậy. Mình cũng không hiểu, có thể thời gian đó thì nhiều người gửi quá à, hay là họ quên hay gì đó mình chả rõ. Nhưng mà đã có trường hợp mà hơn 1 tuần, 2 tuần thì họ mới có thể gửi tiền được đến tay cái người nhận kia. Còn về cái tỷ giá ở ngân hàng gửi thì mình nghĩ là sẽ tùy ngân hàng, giống như cả mọi người gửi tiền từ Việt Nam sang nước ngoài, nó cũng sẽ tùy ngân hàng, nó sẽ có những tỷ giá khác nhau chẳng hạn, và các cái phí dịch vụ khác nhau. Và đối với gửi qua ngân hàng thì mọi người cũng sẽ mất phí. Theo mình được biết là như vậy, nó sẽ là mấy chục kron ấy. Mình không rõ lắm phần này, mọi người có thể check ở trên Google là mọi người lên cái ngân hàng chính xác của mọi người nó là gì, thì nó sẽ là thông tin chuẩn nhất nha. Hầu hết các ngân hàng sẽ để một cái tỷ giá nó không cao là như vậy. Còn không cao so với cái gì thì cách tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người, đó là cách mà mình cũng đang sử dụng để mình có thể gửi tiền về cho gia đình mình khi mà gia đình mình cần, hoặc là hàng tháng mình gửi như thế. Mình nói thật là mình thực sự rất là ngại đi ra ngân hàng, bởi vì nó phải chờ đợi này, nó mất rất nhiều thời gian thủ tục các thứ. Thế nên là mình đã sử dụng một cái gọi là một cái app ở trên điện thoại để có thể giúp mình chuyển tiền từ Đan Mạch sang Việt Nam, hoặc là chuyển tiền từ các quốc gia này sang quốc gia khác một cách dễ dàng. Nó không chỉ giới hạn ở Đan Mạch hay châu Âu mà nó có thể là toàn thế giới luôn ấy. Trong này có quá trời các cái nước và các đơn vị tiền tệ luôn. Thế mọi người có thể yên tâm rằng nếu mà mọi người đang ở Đức này, hay đang ở Mỹ, hay đang ở các cái nước khác, mọi người đi du học đi làm, mà vẫn có thể sử dụng cái app này để mọi người có thể chuyển tiền về cho gia đình của mình hoặc bạn bè của mình. Tất cả những cái lần mà mình chuyển tiền về thì mình đều sử dụng qua cái app này nha. Và nó có tên là Remitly. Đây chính là cái app Remitly mà mình chia sẻ. Thì mình nghĩ rằng mọi người đã nghe khá là quen với tên này đúng không? Vì bản thân mình dùng rồi nhá, mà mình còn thấy là nó ở trên Facebook này, hay trên Insta, hay trên YouTube nó quảng cáo cực kỳ nhiều luôn đấy mọi người. Thế nên là mình cũng nghĩ là nó không quá xa lạ gì mọi người đâu. Nhưng mà khi mà mình dùng rồi thì mình có thể thấy là nó cũng ok và mình yên tâm về cái chất lượng của nó. Trong suốt những lần mình dùng thì khi mà mình so sánh tỷ giá ở trong cái app này mình sử dụng ấy và ở trên Google, hay là so sánh với ngân hàng, thỉnh thoảng mình cũng lên xem ấy, thì mình thấy là hầu hết tất cả các lần thì khi mà mình sử dụng chuyển tiền qua cái app này thì nó đều có tỷ giá cao hơn so với ngân hàng và so với cả Google luôn ấy. Mình cũng không biết tại sao đâu nha, mình không rõ được cái này đâu ấy. Mình cũng không quảng cáo cho cái app này đâu đấy, nhưng mà ý là mình chuyển và mình cũng có check ấy để mình xem là bên tỷ giá cao hơn để mình chuyển ấy, thì mình thấy là một vài lần thì cái này nó đều cao hơn như thế. Cái tiện nhất ấy mà mình muốn chia sẻ mọi người đấy là đối với cái app này thì chỉ mất khoảng tầm 15 phút thôi là sau khi mà mình chuyển tiền xong thì người nhận sẽ nhận được cái tiền đó luôn.
trời nó nhanh như vậy nên là mình cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều ấy. Còn hơn là mình phải chờ đợi, chờ đợi ngày này tháng khác, xong là cái việc mà kiểu rủi ro trong thời gian lâu như vậy nó càng kiểu nhiều hơn ấy mọi người. Thế là chỉ 5-10 phút hay 15 phút như vậy thì mình thấy là cái này nó sử dụng khá là ok. Và đối với cái app Remitly này khi mà mình sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đơn giản và nó hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn, hoặc tiếng gì đó mà mọi người muốn cài đặt thì nó đều có ấy. Thì khi mình sử dụng tiếng Việt thì nó không có cái gì mà khiến mình kiểu bị cảm thấy confused, cảm thấy kiểu bối rối hay là không hiểu cả ấy. Nó rất là rõ ràng và mình chỉ cần, tức là có thông tin tài khoản ngân hàng này hay là có thông tin người gửi và nhận gì đó thôi, mình điền vào thôi ấy. Lần đầu tiên thì nó sẽ mất thời gian hơn một chút bởi vì mình thông tin phải điền hoàn toàn là mới hết mà. Nhưng lần sau nó sẽ lưu thông tin cho mọi người thì mọi người chỉ cần nhấn gửi thôi, giống như mọi người chuyển khoản ở Việt Nam ấy, từ ngân hàng này qua ngân hàng khác ấy, nó cũng nhanh như thế, nó đơn giản như vậy. Đó. Thế là mình nghĩ là đối với cái trải nghiệm của mình thì mình thấy là nó ok và nó tốt, nó không có gì mà mình phải phàn nàn cả. Đấy. Nên nếu mà mọi người mà ai đang băn khoăn về vấn đề này thì mọi người có thể tham khảo cái app này nha. Biết đâu nó có thể giúp ích cho mọi người. Thực ra là hiện tại thì mình nghĩ là những cái ứng dụng chuyển tiền này thì nó cũng có nhiều ấy, chứ nó không phải là có duy nhất cái app này. Đó. Và mình cũng còn biết một vài cái app nữa, nhưng mà mình đã thử tải về và mình cũng đã thử check, thử sử dụng rồi ấy. Thì cái app đó thì nó có tỷ giá thấp hơn cái app Remitly này trong cái thời điểm mà mình xem như thế. Và thứ hai là nó còn mất phí chuyển nữa. Còn cái app Remitly này nó sẽ được miễn phí chuyển ở lần đầu tiên, còn những lần sau thì nó rơi khoảng tầm 35 caron gì đó, thì nó cũng không là quá nhiều ấy. Nên mình thấy là vẫn ok, không vấn đề gì cả. Còn những cái app kia mà mình đã score ấy thì nó mất phí ngay từ lần chuyển đầu tiên. Thế mình đã lựa chọn sử dụng cái Remitly này. Link sử dụng cái app này thì sẽ để phía dưới phần mô tả cho mọi người dễ theo dõi nha. Nếu mà mọi người cảm thấy nó hiệu quả với mọi người hay mọi người cần ấy, mọi người muốn thử ấy, thế thì mọi người có thể tải nó thông qua cái đường link ở phần mô tả mình chia sẻ. Khi mọi người sử dụng cái app này hay mọi người tải cái app này thông qua đường link đó của mình thì mọi người sẽ được cộng thêm, hay mọi người sẽ được thêm 250 đồng hay 350 đồng kron ấy vào cái tài khoản của mọi người. Đối với những bạn là ở nước khác chẳng hạn, mọi người cũng sẽ được cộng một cái mức độ tương ứng với cả cái mức 250 đồng đấy, nó sẽ khoảng tầm 1.900.000 đến 1.000.000 Việt Nam đồng. Nó cũng là một cái gì đó mà giúp mọi người có thể tiết kiệm hơn, hoặc là có thêm một chút xíu xíu là cái quyền lợi của mọi người khi mọi người sử dụng cái đường link đó để mọi người download và sử dụng cái app này. Và còn về phần mình thì chia sẻ thật là mình cũng sẽ nhận được 50 đồng hay 100 đồng gì đó qua mỗi cái lượt tải, một lượt sử dụng của mọi người. Thì thực sự là nó không quá nhiều đâu, nhưng mà mình cũng nghĩ là nếu mà mọi người cảm thấy hiệu quả thì mọi người có thể sử dụng cái đường link đó nha, để mình có thêm tiền mình mua sữa này, hoặc là mình mua bánh mì đen mình ăn sáng. Đó là xong cái phần mà mọi người hay hỏi mình về cái cách mà mọi người chuyển tiền từ Đan Mạch về Việt Nam hay Việt Nam sang Đan Mạch. Nhưng mà mọi người yên tâm, có thể mở rộng ra rằng kể cả ở các nước khác đi, mọi người có thể chuyển tiền được như vậy thông qua cái app này. Tức là đây là một cái app chuyển ngoại tệ, chuyển đổi ngoại tệ như vậy, rất là tiện lợi như thế đúng không? Ngồi ở nhà mình thao tác một xíu xíu thôi là ở Việt Nam đã có thể 15 phút sau có thể nhận được rồi, rất là đơn giản. Tiếp theo, một điều nữa mình muốn chia sẻ với mọi người ở trong video ngày hôm nay, đó là mọi người có thể săn sale ở bên Đan Mạch với mức giá cực kỳ rẻ, thậm chí rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều nếu mọi người biết cách. Chứ có những cái thời điểm mà những cái đồ hiệu bên này nó giảm giá cực kỳ rẻ, mà không hẳn đồ hiệu đâu, mà đồ nào nó cũng giảm giá cực kỳ rẻ, đặc biệt là đồ hiệu. Đối với Đan Mạch thì sẽ có những cái dịp mà mọi cái đồ dùng như vậy nó giảm giá cực kỳ thấp luôn đấy mọi người, và năm nào cũng như năm nào nó sẽ giảm giá như thế. Thời điểm thích hợp như vậy để mọi người mua sắm ấy, nó sẽ rơi vào tháng 7 và tháng 1 hàng năm nha mọi người. Tháng 5 tức là mùa hè và mùa đông của Đan Mạch. Ở Đan Mạch thì mình thấy là nó cũng không quá nhiều các cái kiểu chương trình sale, và giống như là Black Friday hay là kiểu 6 tháng 6, 7 tháng 7, 8 tháng 8 thì nó không có đâu mọi người. Thế nên rằng chỉ vào cái đợt tháng 7 và tháng 1 đó mà nó sale kiểu có sập sàn như vậy, thì mọi người phải tranh thủ mua trong đợt này. Còn nếu mà không thì nó thường sẽ khá là đắt đỏ luôn ấy. Nói thật là một cái bộ đồ mới ở bên này ấy, mà kiểu hãng nó ok một chút ấy, thì nó sẽ rất là mắc. Nếu mà mọi người là gọi là học sinh như mình, mọi người mua thì trời nó sót tiền lắm luôn. Nên rằng như bản thân mình thì mình tháng 7 vừa rồi thì mình đã gọi là canh trúng được cái đợt sale này luôn đấy mọi người. Trời ơi, quần áo quá trời rẻ luôn. Và mình cũng đã có những cái video ngắn ở trên TikTok ấy về cái việc mà mình đi săn sale ở H&M này, ở Zara này, hay là ở những cái Tommy gì đó, New York. Thật rất là nhiều hãng mà kiểu brand cũng ok ấy, mà họ giảm giá cực kỳ rẻ luôn đấy mọi người. Để mọi người ví dụ nha,
một cái áo bình thường 2 dây rất là xinh, hoa nhí, thứ rất là đẹp, các thứ mà đi biển mọi người mặc ấy, họ đi dạo phố ấy. Trời ơi, bình thường các tháng bình thường khác nó sẽ bán khoảng tầm 100 đồng hoặc là 150 gì đó, tức là khoảng tầm 300 hay là 450, tức là rất là mắc cho một cái áo 2 dây đó. Nhưng mà đến cái tháng 7 sale đấy thì mình chỉ mua cái áo đấy với giá 10 đồng đó mọi người. Trời ơi, thật là không phải tin nổi luôn ấy, 10 đồng luôn là mình mua được cái áo đó luôn á. Và nó chỉ có điều là thế mọi người sẽ phải lựa size, bởi vì cái thời điểm đấy thì kiểu chắc mình nghĩ nhân viên họ cũng rất là mệt mỏi, không phải sắp xếp size rồi, họ cứ để lung tung thế. Đấy, và mình sẽ phải là lựa size này ra này, là nó nhiều lắm ấy, nó một hàng toàn là cái mẫu như vậy ạ. Mọi người sẽ lựa ra cái áo mà phù hợp với mọi người nhất. Đó, rất là perfect luôn đúng không? 10 đồng thôi ấy. Mình cũng cảm thấy rất là shock. Đó đó mình mua ở H&M ấy, thì mình thấy là trời ơi, tại sao tháng trước mà mình rất thích cái áo này mà nó là 100+ đồng, bây giờ nó chỉ có 10 đồng thôi, kiểu mình không thể tưởng tượng nổi luôn ấy. Nhưng mà thực sự rất là thích. À, đi săn đồ sale ấy, nhưng mà đồ sale rất là mới và rất là gọi là đẹp luôn á. Nó không phải là kiểu hàng tồn gì đâu ấy, nó rất là đẹp, rất là ok. Bên Đan Mạch ấy thì rất hay mặc quần jean ấy, người trẻ rất hay mặc quần jean luôn ấy. Đấy, và bình thường như quần jean bên này cực kỳ đắt, thực ra là chất lượng nó cũng rất là tốt thật, mọi người mặc chắc là phải mấy năm trời nó không mòn được mông luôn đấy. Đó thì nó sẽ thường trong khoảng tầm 150 kron đến 200-300, đấy những cái hàng gọi là bình dân nhá, như mình học sinh thì hay mua nhá. Đấy, nó sẽ rơi khoảng nhầm như thế. Nhưng mà đến khi mà sale tháng 7 thì mình mua kiểu mấy cái quần bò, mấy quần jeans như vậy nó chỉ 59 đồng, 79 đồng, 99 đồng là cao nhất, là kiểu là cái hàng rất là xịn luôn, kiểu một cái mẫu mà nó rất là đẹp luôn ấy, mặc vào kiểu perfect luôn ấy, 99 đồng ấy mọi người. Đấy nên là giảm rất là nhiều so với cái những cái tháng khác. Nên nếu mà mọi người biết cái điều này thì mọi người sẽ vẫn có quần áo đẹp nhưng với giá rẻ. Nên mình muốn chia sẻ điều này với mọi người có thể sẵn sàng cho tháng 1 sắp tới nha. Tháng 7 đó, cả trung tâm thương mại nó kiểu rất là nhộn nhịp luôn ấy, có quá trời người vào trong đó mua đồ luôn. Thì mình thấy là kiểu người ta nói sale là người ta sale, chứ người ta không phải là kiểu tăng giá lên xong người ta sale đâu ấy. Họ đã nói sale là kiểu họ sale thật luôn, là giá tốt và chất lượng tốt thật. Và tháng 1 sắp tới này thì mọi người có thể chuẩn bị để mọi người đi săn sale ở những cái trung tâm thương mại hay những cái center gì đó, và biết đâu chúng mình có thể gặp nhau đúng không? Ở bên Đan Mạch 9 tháng thì mình thấy là ở bên Đan Mạch thì mọi người không hay sử dụng các cái trang thương mại điện tử để mọi người mua sắm đâu. Nó không có kiểu Shopee, Lazada hay Tiki như ở Việt Nam đâu. Mà mình là một cái người mà rất thích mua sắm online, tức là mình thành thói quen rồi ấy. Mình rất thích mua lên trên Shopee các thứ luôn ấy, bởi nó quá tiện lợi ấy. Thế sang bên này mọi người thích mua trực tiếp hơn thì mình cũng phải theo thế. Và mình chưa tìm được cái app nào mà kiểu nó có thể giúp mình mua sắm thuận tiện như kiểu là Shopee như thế. Đó, nhưng có một cái là mọi người ở bên này sẽ thường xuyên mua sắm trực tiếp như vậy đúng không? Nhưng mà phần lớn người trẻ ở bên này cũng rất là thích và ưa chuộng cái việc mà mua đồ online hay mua đồ trên website. Mọi người thường sẽ mua đồ trên website trực tiếp của brand đó. Ví dụ như là ở trên H&M này, hay là ở trên Zara. Nếu mà mọi người rất là thích mua sắm những cái đồ thể thao như kiểu giày dép nhá, hay là quần áo tập thể dục ấy, thì mọi người có thể sử dụng một cái app mà tên là Zalando. Đó, thì nó là một trong những cái app rất là phổ biến bên này. Và ở trên đó thì mình, như mình thấy thì nó chủ yếu sẽ là giày thể thao này, quần áo thể thao này, hay những cái trang phục phụ kiện thể thao ấy, nó mang tính sport như thế. Thì bạn có thể lên đó coi, mọi người sử dụng cái app này để mua nha. Về giá cả thì mình thấy rằng nó không rẻ hơn nhiều so với các mọi người mua ở cửa hàng trực tiếp đâu. Mình thấy là nó cũng bình thường, và phí ship của nó là rơi khoảng tầm 35 đồng. Trên Zalando thì có một cái là mọi người thích mua bởi vì nó hay có sale hơn. Đó, mình để ý là giả sử như ở những cửa hàng trực tiếp ấy, thì giả sử tháng 7 hay tháng 1 gì đó như mình chia sẻ là mới có sale nhiều đúng không? Nhưng ở trên Zalando thì có thể một tháng hay là một tháng hai lần, một tháng một lần gì đó ấy, nó sẽ có chương trình sale gì đó cho mọi người. Và mọi người có thể tải app về và mọi người theo dõi nó ở trên cái app này để mọi người biết rằng thời điểm nào thì cái giày mà mình thích đang sale này, hay là cái bộ đồ nào mà mình thích nó sale thì mọi người có thể mua sắm trên đấy nha. Cũng rất là tiện lợi đúng không? Đối với các phụ kiện khác thì mọi người nên mua trực tiếp ở cửa hàng. Hoặc là như mình rất là thích sử dụng cái app này từ khi sang Đan Mạch. Đó là app tên là Shein. Đó, và cũng mình cũng đã mua đồ online trên này khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà tuy nhiên ở trên Shein ý, thì mình thấy chủ yếu đó là đồ quần áo nữ thì nhiều thôi nhá, còn quần áo nam thì không nhiều lắm đâu. Cái thứ hai là nó sẽ luận chuyển mất thời gian hơn so với các cái app, so với các cái website mình mua ở bên này hay là so với Zalando ấy. Thì mình mua ở trên Shein này thì khoảng tầm mất 1 đến 2 tuần, thậm chí 3 tuần mình mới nhận được đồ. Đó. Thì
thì tùy thuộc vào cái nhu cầu mọi người muốn là mọi người cần cái đồ đấy gấp hay là mọi người không cần gấp như mình chẳng hạn, thì mọi người sử dụng các cái app hoặc mọi người mua trực tiếp. Và đối với những cái đồ ở trên Shein thì mình sẽ làm một cái video về việc mà mình đặt đồ trên đó này, và mình sẽ gọi là review cho mọi người về cái đồ trang chất lượng như thế nào hay là cái thời gian cụ thể mà nó ship ra sao, để mình có thể đánh giá cách khách quan nhất nha. Nhưng đối với mình thì mình sử dụng cái app này để mình có thể mua quần áo này, để mình mua đồ là skin care hay mỹ phẩm gì đó ở trên này cũng rất là tiện lợi. Nên các bạn nếu mà có nhu cầu mọi người có thể tham khảo cái app Shein này nha. Mình cũng sẽ để tất cả những cái app này và cái link của nó ở phía dưới phần mô tả để mọi người có thể tải về, mọi người có thể thử sử dụng, biết đâu là nó có thể tốt và nó tiết kiệm nhiều tiền đúng không? Về giá cả thì mình thấy là ở trên Shein đồ giá khá là rẻ, và rẻ thường khoảng tầm rẻ bằng một nửa so với đồ bên Đan Mạch. Nhưng mình cũng quan ngại rằng có thể về chất lượng nó sẽ không tốt bằng những cái đồ mà mọi người mua ở bên châu Âu hay bên Đan Mạch hay bên nước ngoài đâu. Thế mọi người có thể cân nhắc. Còn về ship thì nó sẽ mất khoảng tầm 2 tuần, 3 tuần gì đó khá là lâu. Bởi tất cả, hầu hết là theo như mình hiểu thì cái công xưởng sản xuất của những cái đồ mà trên Shein ấy thì nó nằm ở Hồng Kông này, nằm ở Trung Quốc, nó nằm ở Đài Loan hết. Thế là để vận chuyển sang bên này thì nó sẽ mất thời gian. Đó. Nhưng về mẫu mã thì mình thấy nó đa dạng này và nó cũng khá là tốt, khá là đẹp. So với những cái mà mình đã được trải nghiệm ở bên Đan Mạch thì mình thấy là mẫu mã ở trên Shein nó có vẻ ok hơn và nó hợp với những người châu Á như mình hơn và những bạn bè của mình. Thế nên là sau khi mà mình giới thiệu những cái app này cho bạn bè của mình ấy, thì bạn bè mình cũng đã tải và sử dụng cái Shein này và cũng feedback khá là ok. Thế nên mọi người có thể coi ha.